ngọt để ém phèn, rửa phèn và đẩy mặn ra khỏi ruộng lúa. Bổ sung thêm vôi và lân để tăng tác dụng cải tạo đất. Dùng phân chuyên dùng mặn phèn bón lót với lượng bón từ 100 đến 160 kg trên 1 hecta, mang lại hiệu quả cao trong việc rửa phèn mặn cho ruộng lúa. Kính chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, thưa bà con, tác động của hạn mặn sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Theo dự báo khí tượng thủy văn, thì sản xuất lúa vụ hè thu năm 2019, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều khả năng cây lúa phải đối mặt với tác hại của phèn, mặn. Vậy thì giải pháp thông minh nào giúp cho cây lúa khắc phục khi bị nhiễm phèn mặn? Đây là nội dung chính mà chương trình hôm nay giới thiệu đến quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Năm 2019, do điều kiện không có mưa vào đầu vụ nên dự báo khả năng ruộng lúa bị ảnh hưởng phèn mặn là rất cao. Điều này khiến các nhà khoa học một lần nữa khuyến cáo tại những vùng đất khó, dù bà con hầu hết đều đã nằm lòng các bước rửa phèn mặn, cải tạo đất trước khi xuống giống, nhưng cũng cần lưu ý tránh chủ quan trong canh tác lúa để đạt kết quả cao nhất cho vụ mùa. Trước đây thì ruộng lúa của nhà tôi cũng đã từng bị nhiễm phèn. Vì vùng đất của cái hòn đất là vùng đất thấp hay bị nhiễm phèn là có bị ảnh hưởng. Mặn thì chưa bị nhiễm mặn bao giờ, mà phèn thì có rồi. Vì cái vùng này sau khi được quy hoạch là có cống ngăn mặn thì cái lượng nước mặn không được trở vô trong đồng nữa. Từ năm 78 tới bây giờ thì là ruộng là bị nhiễm mặn phèn đa số. Ở vùng vậy là hòn đất Kiên Giang này thì nhiễm mặn là hình như đâu là khoảng chừng 80% đó, chứ không phải là nhiễm mặn thường. Một trong những điều quan trọng trong canh tác lúa hiện nay là chuẩn đoán đúng biểu hiện của ngộ độc phèn mặn trên cây lúa. Theo đó, với ngộ độc mặn, khi nước mặn vào trong ruộng lúa thì ngay tức thì cây lúa có biểu hiện lá lúa tự động tóp lại, nhất là đọt non. Triệu chứng này rất ngắn, ở giai đoạn đầu của ngộ độc mặn, thường trong vòng không quá 24 giờ, sau đó biểu hiện sẽ giảm đi và sau một thời gian lá lúa ở ngoài chóp bị cháy khô. Riêng lúa bị ngộ độc phèn thì lúc đầu cũng thể hiện triệu chứng là lá lúa bị tóp lại, nhưng thông thường bị thoáng qua nên rất khó nhận diện. Dễ thấy nhất triệu chứng ở ngộ độc phèn là lá lúa cái nền của phiến lá thiếu đi màu xanh chuyển sang màu tím và có những đốm đỏ li ti trên lá, rất là dễ nhận diện. Và nếu ngộ độc phèn kéo dài thì lá lúa sẽ ốm nhỏ, dựng đứng, chồi không phát triển. Theo là thấy cái về cái ở đây thì chờ trời mưa cho nó giả mặn hết là mới xuống giống. Thường thường là chờ mưa. Thì còn phèn thì cái biểu hiện phèn thì cái cây lá nó mới đầu xạ xuống thì nó vẫn tốt, mà một thời gian sau khoảng tháng là cái lá nó tím thì nó không, cái lúa không phát triển nữa, nhổ lên thì cái phèn nó hơi cứng vô cái rễ, bó vô rễ lúa bóp hơi có sọc. Khi mà cây lúa bị nhiễm phèn, thứ nhất là trên mặt ruộng nó có cái vàng vàng, thứ hai là cái rễ lúa nó có cái màu, biểu hiện màu vàng, ba là cái đầu lá lúa là nó bị hơi bị tím cái đầu lá. Theo các nhà khoa học, trong khi ngộ độc phèn dễ nhận diện thì với biểu hiện ngộ độc mặn, bà con rất dễ bị nhầm tưởng là cây lúa bị thiếu dinh dưỡng. Và lúa này chỉ cần xử lý sai cách sẽ khiến tình trạng ngộ độc của cây lúa càng nặng hơn, thậm chí là gây chết lúa. Vì vậy, theo các nhà khoa học, giải pháp thông minh giúp khắc phục cây lúa bị ngộ độc phèn mặn trước tiên chính là cần chuẩn đoán đúng bệnh của cây lúa. Tiếp đến là cần tháo nước ra khỏi ruộng lúa để rửa phèn mặn. Sau đó là các bước hóa giải độc chất còn lại bằng cách bón vôi, lân hoặc phân chuyên dùng mặn phèn. Điều này một mặt giúp cố định các độc chất, một mặt có thể giúp đẩy mặn ra khỏi đất và lúc đó chỉ cần rửa đẩy mặn ra khỏi ruộng lúa. Thời gian này cũng cần tăng cường các biện pháp chống sốc cho cây lúa cũng như sử dụng phân bón qua lá để cung cấp dinh dưỡng giúp cây lúa nhanh hồi phục. Nhiễm phèn thì xử lý được, nhiễm mặn thì bơm ra rồi vậy là bơm nước ngọt vô rồi vậy là xả nó ra. Vậy là đôi ba lần vậy là bắt đầu mới làm được, mà khi làm là phải giữ nước, chứ không thể xả nước bỏ được. Nếu xả nước bỏ thì vậy là cái chất mặn nó lên là nó chết lúa, lúa nó bị chết.
nhưng mà cây lúa xì vàng lên không phát triển thì có người ta cũng là đem vô bón tiếp, hoặc là lúa vừa làm đồng chuẩn bị có đóng đồng đó ta cũng đem vô gãy tiếp. Thì trong cái giai đoạn đó thì mình phải dùng cái phân bón lá để mình xử lý để nó cung cấp thêm được cái dinh dưỡng cho cây lúa. Khi bộ rễ mà nó đã bị nhiễm phèn thì mình nó giảm cái dinh dưỡng ở cái bộ rễ lên thì mình phải cung cấp từ trên lá xuống. Theo các nhà khoa học, thời tiết không ảnh hưởng trực tiếp lên ngộ độc phèn cũng như ngộ độc mạc đối với cây lúa, nhưng lại đóng vai trò tác động rất lớn. Và trong tình hình biến đổi khí hậu với nhiều biểu hiện của thời tiết cực đoan như hiện nay, các nhà khoa học khuyến cáo bước vào vụ hè thu năm 2019 để quá trình sản xuất thuận lợi, vụ mùa đạt năng suất cao, bà con cần lưu ý theo dõi dự báo thời tiết và áp dụng đồng bộ các quy trình canh tác bón phân thông minh cho cây lúa. Cụ thể, giai đoạn trước khi gieo xạ, bón lót phân chuyên dùng mặn phèn với lượng bón là 100-160kg trên 1 hectare. Giai đoạn 7-10 ngày sau xạ, bón thúc một phân TEA1, lượng bón là 100-150kg trên 1 hectare. Giai đoạn từ 18-22 ngày sau xạ thì bón thúc 2 phân TEA1, lượng bón là 120-150kg trên 1 hectare. Giai đoạn từ 38-42 ngày sau xạ, bón thúc 3 phân TEA2, lượng bón là 80-100kg trên 1 hecta. Thưa quý vị, thưa bà con, sử dụng nước ngọt để rửa phèn, mặn là biện pháp có hiệu quả hơn cả trong việc khắc phục cây lúa khi bị nhiễm phèn mặn. Song song đó thì việc dùng vôi và các loại phân chuyên dùng mặn phèn có chứa canxi cũng là điều tối quan trọng giúp giải độc mặn phèn cho cây lúa. Một trong những kỹ thuật quan trọng để sản xuất lúa trên đất phèn, mặn là sử dụng nước ngọt để ém phèn, rửa phèn và đẩy mặn ra khỏi ruộng lúa. Để tăng tác dụng rửa phèn, cần bổ sung thêm vôi và lân để tăng tác dụng cải tạo đất. Khi trồng lúa trên vùng đất khó, bắt buộc người nông dân phải nắm vững các biện pháp cải tạo đất và khắc phục ngộ độc phèn, mặn cho lúa một cách thông minh để giảm tối đa chi phí sản xuất thì mới mong vụ mùa năng suất. Đối với cái biểu hiện mà mặn đó, thì cái cây lúa khi mà bà con mình không biết đưa nước mặn vào trong cái ruộng lúa thì ngay tức thì cái cây lúa nó có một cái biểu hiện bị mặn, có nghĩa là nó không có lấy nước ngọt được, nên cái lá lúa như vậy là nó tóp lại, nhất là cái rọt non nó tóp lại. Nhưng mà cái triệu chứng này nó ngắn thôi ở cái giai đoạn đầu của cái ngộ độc mặn thôi, nhưng mà thường thường thì nó nói là trong vòng khoảng cỡ chừng không quá 24 tiếng đồng hồ thì cái ngộ độc này mình thấy được. Nhưng mà sau đó thì cái ngộ độc mà gây cho cái cây lúa cái triệu chứng mà tóp lá trở lại á, thì nó giảm đi. Và sau một cái thời gian thì cái lá lúa ở ngoài cái chóp á, nó bị cháy khô. Nó bị cháy khô là bởi vì nó bị ngộ độc mặn. Tức là khi mà nước mặn vào ở trong đất thì cái cây lúa như vậy là hút cái nước mặn, mà hút nước mặn thì nó sẽ ứa cái nước mặn đó ra ở ngoài cái lá, thì cái nước mặn nó ứa ra ngoài lá thì nó chảy từ trên lá chảy xuống như thế này, thì nước thì bốc hơi đi, mặn nó sẽ còn nằm lại đó, thì cái nồng độ muối nó mặn dần ở ngoài cái chóp lá đó, nên nó gây ra cái ngộ độc. Và để lâu hơn nữa thì nó dẫn tới cái tình trạng là thiếu dinh dưỡng, bởi vì cái chất natri và cái chất clo ở trong muối á, nó sẽ cạnh tranh không cho cái cây lúa hút được các cái dưỡng chất. Chẳng hạn như natri thì nó ngăn cản không cho cái cây lúa lấy được cái đạm amon, không lấy được kali, không lấy được canxi, không lấy được magie, thì nó biểu hiện cái triệu chứng thiếu các cái chất đó. Còn cái chất clo mà ở trong muối á, thì nó sẽ ngăn cản không cho cái cây lúa hút được cái chất, chẳng hạn như là đạm nitrat, không thôi là cái chất lưu huỳnh, không thôi là cái chất lanh, thì nó sẽ biểu hiện cái triệu chứng gọi là thiếu dinh dưỡng khi mà cái cây lúa bị mặn. Còn trong cái điều kiện mà bị ngộ độc phèn thì lúc đầu thật ra phèn nó cũng là một muối nó cũng giống như là mặn vậy đó, nên ngay lúc đầu nó cũng thể hiện cái triệu chứng là cái lá lúa nó bị tóp lại. Nhưng mà thông thường nó bị thoáng qua nên bà con mình rất khó nhận diện. Nhưng mà dễ thấy nhất cái triệu chứng bị ngộ độc phèn á,
là cái lá lúa nó bị ngộ độc sắt, vì trong đất phèn nó có rất là nhiều sắt, nên cây lúa khi mà có nhiều phèn thì nó hút cái chất sắt vô, nó làm cho cái lá lúa có những cái đốm đốm đỏ. Và đồng thời khi mà nó bị ngộ độc phèn như vậy thì cây lúa sẽ biểu hiện cái triệu chứng thiếu lân đồng thời. Mà thiếu lân thì cái lá nó màu tím, nên mình thấy ngay cái triệu chứng mà ngộ độc phèn là cái lá lúa, cái nền của cái phiến lá nó mất đi cái màu xanh, nó chuyển sang cái màu tím và có những cái đốm đỏ li ti ở trên cái lá, rất là dễ nhận diện. Thì đấy là cái triệu chứng là ngộ độc phèn. Mà nếu ngộ độc phèn này kéo dài thì nó cũng sẽ dẫn tới cái tình trạng là cây lúa không lấy được dinh dưỡng, bởi vì cái rễ nó bị ngộ độc, nó không lấy được dinh dưỡng. Thành thử ra cái lá lúa, cái cây lúa bị ngộ độc phèn á, thì cái lá của nó ốm, nhỏ, dựng đứng như thế này, chồi không phát triển, nên rất dễ nhận diện trong cái điều kiện là bị ngộ độc phèn. Thông thường á, thì cái ngộ độc phèn thì nông dân dễ nhận diện, nhưng mà cái ngộ độc mặn á, nhiều khi nông dân không hay. Bởi vì khi mà mặn xâm nhập vào ở trong kinh rạch á, rồi bà con mình lấy nước đó bơm lên cho lúa, thì cái giai đoạn đầu mà nó bị thiếu nước trong thời gian ngắn đó, lá nó tóp lại thì bà con không để ý. Nhưng mà khi bà con thấy cái lá lúa nó bị vàng, bị vàng là do nó không hút được dinh dưỡng, hoặc là nó trái ngoài chóp lá, thì lúc đó bà con tưởng đâu là nó thiếu dinh dưỡng. Cái đó là cái mà khi mà bà con mà lấy cái chẳng hạn ngộ độc phèn, ngộ độc mặn mà bà con đưa cái dinh dưỡng vô ngay ở cái giai đoạn đầu thì nó không có khắc phục được, bởi vì nó bị ngộ độc mà. Thành thử ra mình phải giải độc cho nó, phải rửa đi các cái độc chất phèn mặn, rồi sau khi nó phục hồi thì lúc đó bón phân thì nó mới bắt. Nên cái mà bà con mình dễ bị nhầm lẫn là cái triệu chứng bị ngộ độc như vậy, thì bà con mình tưởng đâu là nó đói, nó thiếu ăn, nên bà con mình đem phân bà con bón cho nó, thì như vậy là khó khắc phục. Mà nhiều khi bón phân thì bà con thấy chẳng hạn như bón vô cái thấy nó không hồi phục, bà con tưởng đâu mình bón ít quá, cho nó ăn ít quá, lại bà con lại tiếp tục cho vô nhiều hơn, dẫn đến nó lại bị ngộ độc phân, ngộ độc dinh dưỡng. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng bà con mình phải chẩn đoán cho thật là đúng cái triệu chứng. Ở trên ruộng lúa đó, thì khi mà mình phát hiện cái triệu chứng mà ngộ độc phèn hay là ngộ độc mặn rồi, thì cái chuyện đầu tiên bà con phải rửa bỏ các cái độc chất đó ra khỏi cái ruộng lúa của mình. Có nghĩa là mình phải tháo nước ra khỏi cái ruộng lúa. Mà muốn rửa được tốt đó, thì tôi cũng thường hay khuyến cáo bà con nông dân của mình trong cái quá trình mà làm đất đó, thì nên nhớ rằng đánh những cái rãnh nước. Rãnh nước chứ không phải là đường rò, có nghĩa là sau khi chúng ta làm bằng cái mặt ruộng xong rồi đó thì mình làm những cái rãnh. Cái rãnh này thì phải làm nghiêm chỉnh, là bề ngang của cái rãnh khoảng cái chừng 2 tấc, tức là một gang tay như thế này, và chiều sâu của nó là khoảng một gang tay. Để khi mà nó bị ngộ độc như vậy đó thì chúng ta rút nước một cái là nước từ ở trong đất nó sẽ xuống các cái rãnh đó, nó thoát ra ngoài rất là lẹ. Nên cái chuyện mà gọi là rửa độc chất đó là cái việc đầu tiên mà bà con mình cần phải làm trong cái vấn đề xử lý bị cái cây lúa mà bị ngộ độc. Mà muốn mà cho nó rửa tốt thì phải có cái rãnh nước. Và khi mà tháo nước ra để mà rửa độc chất thì bà con lưu ý cho một cái điểm là khi mình tháo ra rồi, nếu mà mình thấy rằng mình đo cái độ chua của đất, chẳng hạn ngộ độc phèn là mình biểu thị qua pH. Nếu mà mình đo cái độ chua ở trong cái nước mà trong ruộng của mình mà nó còn dưới 5,5, không thôi là cái độ mặn như vậy là vẫn còn trên 0,5 phần ngàn, thì bà con tiếp tục bơm nước vô, rửa bỏ ra nữa, giống như là mình xúc nhiều lần như vậy đó, để cho cái độc chất của nó được giải tán. Tuy nhiên mình rửa chứ nó vẫn còn ngấm vô trong đất, thành ra bắt buộc là phải hóa giải những cái chất độc còn lại. Thì để hóa giải tốt thì bà con nhớ là cái thứ nhất là vấn đề vôi. Vôi thì nó giúp cho cái đất của mình tăng cái pH lên, thì như vậy là các cái độc chất còn lại trong đất nó sẽ trở nên bị cố định, độc chất phèn bị cố định. Và trong vôi nó có chất canxi, nên khi mình đưa nó vào trong đất
nó sẽ đẩy cái mặn ra khỏi đất, thì lúc đó bà con rửa cái nó đi, rồi bà con cũng có thể tăng cường bón thêm cái chất lân để cho cái bộ rễ nó phục hồi, nó tái tạo trở lại, mà đồng thời cái chất lân nó cũng là cố định cái độc chất sắt nhôm ở trong cái đất phèn. Thì sau khi bà con hóa giải những cái độc chất mà còn mắc kẹt lại mình rửa không hết đó ra khỏi ruộng rồi, nhưng mà bà con biết là ở cái trong cái cây lúa của mình khi mình bị ngộ độc phèn, ngộ độc mặn á, nó cũng bị một cú sốc, nên như vậy là bà con phải chống sốc cho nó, thì bà con phải tìm những cái hoạt chất chẳng hạn như prasinolid, một cái hormone mà chúng ta đưa vào để chống sốc cho cây. Sau đó rồi bà con sử dụng cái phân bón lá để mà mình cung cấp vô, vì lúc này rễ chưa phát triển mạnh được, rễ bị ngộ độc, rễ chưa phát triển mạnh được, đưa phân bón lá vô để kích thích cho cái bộ rễ nó phát triển. Thì khi mà mình nhổ cái cây lúa lên, mình thấy rễ nó bắt đầu đâm trắng ra rồi đó, lúc đó bà con bón cái phân gốc luôn rồi, thì như vậy là chúng ta có thể là khôi phục được cái cây lúa mình trong cái điều kiện là bị ngộ độc phèn, là bị ngộ độc mặn. Thưa quý vị, thưa bà con, thời gian qua chương trình Canh tác thông minh nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của quý vị và bà con nông dân. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được những đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới, các cách làm hay, có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc là tổng đài 1900 1773. Quý vị và bà con cũng có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Tuyệt đối không bỏ mặc vườn hồ tiêu, duy trì cách chăm sóc theo hướng hữu cơ sinh học, tận dụng phân chuồng hoai mục tự ủ, kết hợp bón phân cân đối NPK chuyên dùng hợp lý là những giải pháp thông minh mà các nhà vườn Tây Nguyên chọn áp dụng để ứng phó với tình hình giá hồ tiêu chạm đáy như hiện nay. Nội dung chi tiết sẽ có trong chuyên mục Canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 vào chủ nhật 16/6/2019 trong khung giờ quen thuộc 17:15 đến 17:35.